Mọi việc đã rõ rành rành ra như thế rồi, mà cấp trên cũng chỉ thị xuống là phải đẩy nhanh tiến độ, xác minh làm rõ căn cứ để khởi tố. Thế mà tôi chẳng thấy động tĩnh gì là thế nào nhỉ? Bọn em vẫn đang hoạt động hết công suất đấy chứ ạ. Thế kết quả đâu? Kết quả đâu? Dạ, kết quả em đã để sẵn ở trên bàn của thủ trưởng. Cái này à? Cái này thì chẳng rõ cái gì cả. Tôi nói cậu chàng màng là không sai cậu Thái ạ. Cái tôi cần là chứng cứ trực tiếp xác định rõ hành vi và vai trò của từng đối tượng một, mà nhất là đối tượng chủ mưu. Đâu? Ý của thủ trưởng là ông Thành, chủ tịch huyện. Còn ai vào đây nữa? Ông ta là người có trách nhiệm chính trong việc này. Em sợ nói như vậy là hơi vội. Ông ta có trách nhiệm thật, nhưng... Hơi vội? Thế nào là hơi vội? Tôi chưa kết luận, nhưng tôi cần tài liệu và chứng cứ. Tôi nghe anh Thông nói là cậu có truyền đạt ý kiến gì của chủ tịch tỉnh. Thật ra thì chủ tịch cũng không nói rõ, nhưng ý là như thế này. Mong muốn vụ án sớm khép lại, ai có tội thì xử, còn ai vô can thì thôi. Vì mục tiêu chung là phát triển kinh tế của toàn tỉnh anh ạ. Thế theo cậu, ai là người có tội? Anh hỏi cậu đấy thì em chịu, em có phải là cơ quan điều tra đâu. Hay thật đấy, cậu là người truyền đạt. Nói như thế thì chúng tôi biết làm thế nào? Người kinh nghiệm đầy mình như anh, xử lý mấy việc này đâu có khó. Theo kinh nghiệm của em điều hành doanh nghiệp ấy, thì cứ bộ phận nào sai, trưởng bộ phận em xử đầu tiên. Thế à? Thế nhớ trưởng nhóm không sai thì sao? Thì cậu ta phải chứng minh được là mình không sai ạ. Cậu làm như thế là ngược với pháp luật hiện hành. Nhưng nó lại đúng với cả luật doanh nghiệp anh ạ. Mà em có ý kiến thế này, đôi khi phép vua nó lại thua lệ làng anh ạ. Tôi không áp đặt tư duy đánh án cho các cậu, nhưng chậm nhất là 3 ngày nữa phải có câu trả lời cho tôi. Còn không thì đừng làm vụ này nữa. Đi về đi. Xin phép thủ trưởng. À này, cầm cả cái này về làm lại. Tôi thấy rất vô lý nếu như nói Khải không bắt tay với cán bộ xã. Riêng cái giá 1 triệu đồng cho 1 mét vuông ở cái vùng đất đó, khi mà chưa hề có dự án làm cầu nối hai bờ sông Giang. Mà nếu như Khải có biết được tỉnh có dự án này, thì có sống chết thế nào hắn cũng không bao giờ bán mảnh đất đó. Tôi thấy hướng suy đoán của Huy là đúng đấy. Việc một con cáo già như Hồng Vũ mà sẵn sàng bỏ ra mấy trăm tỷ để thâu tóm một khu đất, thì chắc chắn khoản tiền đầu tư này phải sinh lời gấp vài lần tiền vốn. Nếu như Khải là một quân bài trong tay Vũ, thì đám cán bộ xã kia cũng chẳng khác gì cả. Hồng Vũ tự xây dựng cho mình một mối quan hệ từ trung ương đến địa phương. Nhà đầu tư khác thì khi làm việc với chính quyền địa phương là khâu khó nhằn nhất, nhưng mà với Hồng Vũ thì lại là điểm tựa của anh ta. Cho nên khi nhắm tới đối tượng này, Huy phải hết sức thận trọng, tránh bước rơi động rừng. Còn nữa, Huy phải kiểm tra khoản tiền ra vào công ty Thiên Thanh. Vâng, tôi cũng mới bắt tay vào việc này. Tôi thấy nếu khai thác sâu về hai vấn đề này, có thể sẽ bật được ra sự thật. Thứ nhất, đó là việc mua bán đất giữa Khải và cán bộ xã. Thứ hai, là sự lòng vòng giữa các dòng tiền và việc nhập tách của Lê Hoàng trong việc góp cổ phần với công ty Thiên Thanh. Alo, em nghe đây ạ. Vâng, em sang ngay ạ. Sếp Khôi gọi. Cậu đi sai đường rồi. Sai ở đâu ạ?
em không nhận ra. Thế này nhá, cậu định mở rộng điều tra sang doanh nghiệp thì phải có căn cứ. Theo cậu đâu là căn cứ? Đâu là sai phạm của doanh nghiệp? Hiện tại thì chưa đủ chứng cứ. Nhưng qua nghiên cứu một số văn bản của người dân với công ty Thiên Thanh thì thấy được là mức giá thỏa thuận thấp hơn khá nhiều so với giá mua. Đó là dấu hiệu của việc làm giá. Và việc này chỉ được thực hiện khi có sự móc ngoặc giữa doanh nghiệp và lãnh đạo xã. Lại sai. Cậu nên nhớ, chỉ có hợp đồng cuối cùng mới đủ căn cứ pháp lý để các bên thực hiện. Còn nếu không được ghi hợp đồng thì tất cả những biên bản thỏa thuận, biên bản làm việc đều vô hiệu. Nhưng mà trong hợp đồng... Thôi, đủ rồi. Tập trung vào việc chính này. Nhiệm vụ của cậu ấy là phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra để làm rõ trách nhiệm của một nhóm cán bộ vi phạm, đặc biệt là Bùi Chí Thành, chủ tịch huyện Thanh Giang. Em cũng đang định báo cáo anh về việc này. Qua nghiên cứu hồ sơ thì thấy ông Thành có dấu hiệu buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra cấp dưới để dẫn đến sai phạm. Hay nói chính xác hơn là không kịp thời phát hiện và ngăn chặn ra những sai trái trong việc mua bán đất ở Giang Kim. Lại sai. Theo như anh Thông, thủ trưởng cơ quan điều tra cho biết, đây mới chính là kẻ chủ mưu, kẻ vượt mặt tỉnh để xã bán đất và đứng sau nhận tiền. Nhưng báo cáo anh là trong hồ sơ không hề có chứng cứ. Cứ điều tra sẽ có chứng cứ. Ban nội chính tỉnh vừa có ý kiến chỉ đạo, chúng ta phải tập trung làm rõ những sai phạm của những cán bộ thoái hóa biến chất, bán đất vượt thẩm quyền, ăn chặn tiền đất của dân để xử lý thật nghiêm. Đồng chí rõ chưa? Được. Báo cáo bí thư, ban nội chính chúng tôi cũng rà soát lại kết quả của đoàn thanh tra, có trao đổi với cơ quan điều tra và bên viện kiểm sát, thì bước đầu cũng đã có những đánh giá sơ bộ về vụ Giang Kim. Cụ thể là thế nào? Anh nói luôn đi. Báo cáo là theo quan điểm của chúng tôi thì Ủy ban Nhân dân tỉnh không hẳn là không có căn cứ để mà phê duyệt cái báo cáo của thanh tra tỉnh. Chí ít là trong báo cáo cũng ghi rõ 3 đối tượng đã cố tình vi phạm cái nguyên tắc quản lý để trục lợi cá nhân. Cụ thể là Quốc và Thắng, nguyên chủ tịch và phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Giang Kim, cùng với Vinh là trưởng phòng tài nguyên môi trường. Thì hiện nay 3 đối tượng này cũng đã bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra. Vậy còn Bùi Chí Thành, chủ tịch huyện Thanh Giang? Hiện nay cơ quan điều tra đang xem xét mức độ vi phạm của ông này tới đâu, rồi có quyết định khởi tố hay không. Tôi đề nghị ban nội chính các anh cần khẩn trương chỉ đạo làm nhanh vụ này, càng sớm càng tốt. Còn về sự liên đới của doanh nghiệp ấy, thì chúng tôi đã rà soát lại cái hồ sơ mua bán đất và cũng đồng tình với kết luận của đoàn thanh tra là quá trình mua bán đất của doanh nghiệp là hoàn toàn đúng theo quy định của pháp luật. Và người dân làng Kim cũng thừa nhận đây là thuận mua vừa bán. Còn đã, tôi nghe mấy cụ cao niên nói là mua có mấy trăm ngàn, nhưng khi bán lại với cái giá hàng chục triệu đồng trên một đơn vị diện tích. Cái này thì cũng không thể trách doanh nghiệp được anh ạ. Là bởi vì quá trình mua bán thì những thửa đất này là nằm ở ven cái nhà máy đường cũ, hầu hết là hoang hóa, giá trị sử dụng thấp, giá rẻ. Mà cái giá mà doanh nghiệp trả cho cái ủy ban xã ấy, thì cũng đã kịch trần rồi. Còn tại làm sao mà đến tay người dân chỉ có gần 1 triệu đồng ấy, thì cái này doanh nghiệp không liên quan. Như vậy là lừa dối, ăn chặn tiền dân. Tôi nghĩ mấy anh cán bộ xã thì không có gan làm việc này. Như vậy là phải có người đứng sau, hoặc là có quyền, hoặc là có tiền. Có đúng vậy không? Báo cáo bí thư, nhiều khả năng như chủ tịch Nghĩa đã nói, chủ tịch huyện Bùi Chí Thành không thể không biết việc này. Bởi vậy căn cứ mức độ vi phạm thì không chỉ có kỷ luật cách chức. Nếu Bùi Chí Thành mà đứng sau vụ này, đồng loại với cán bộ xã bán đất sai quy định thì phải xử lý thật nghiêm. Ban nội chính các anh cần phải chỉ đạo điều tra làm rõ vụ này. Thời gian gấp đấy. Chúng tôi sẽ thực hiện nghiêm chỉ đạo của bí thư. Xin phép anh. Anh về.
và giữ được phong độ đấy. Ông có nghe gì thông tin cơ quan điều tra sẽ vào cuộc để xử lý sai phạm đất ở Giang Kim không? Không, việc đó có liên quan gì đến chúng tôi đâu. Thú thực với ông, tôi không quan tâm. Tôi thấy bảo lần này cả công an lẫn viện sẽ thọc sâu vào vụ Thiên Thanh đấy. Họ muốn tìm gốc rễ của các dự án này. Họ khởi tố vụ án là để điều tra mọi việc. Nhưng cái chính, sai phạm chủ yếu là đám quan chức chính quyền xã và huyện. Ông nói như vậy là ông không hiểu về nội tình của Việt Thanh rồi. Ông thấy không? Vụ vừa rồi chỉ là mâu thuẫn giữa chính quyền với dân thôi, mà doanh nghiệp đã lên bờ xuống ruộng rồi. Nếu căng nữa thì mệt đấy. À, vụ giấy phép của bên ông thế nào rồi? Họ nói vẫn đang thẩm định lại một số hạng mục. Nhưng vừa rồi trong cuộc họp rà soát lại một số dự án, tôi có một thông tin. Lãnh đạo tỉnh đã thông báo PTN là một trong những doanh nghiệp được ưu tiên triển khai dự án sớm. Ông không nghe câu vua xa bản nha gần à? Tỉnh nói là việc của tỉnh, nhưng sở họ cũng có cái lý của họ. Nếu ông không đi đúng ấy, tôi sợ cái việc thẩm định của ông nó là vô thời hạn. Ông nói cũng đúng. Khi tôi mới về đầu tư ở đây, ông Chỉnh khi đó còn là giám đốc sở kế hoạch đầu tư tỉnh. Thời gian đầu mọi việc rất thuận lợi, tôi không cần phải động thái động thiết gì cả. Nhưng mà bây giờ, mặc dù gặp gỡ đi lại rất nhiều lần, thậm chí bôi trơn cũng rất nhiều, thế mà không hiểu sao họ cứ im thin thít. Tôi và anh Hoài có nhiều lần đến tìm anh theo hẹn, nhưng không lần nào gặp được anh. Tôi có lời rồi. Hệ thống hành chính nó không giống như doanh nghiệp. Anh thông cảm giúp cho. Chính vì vậy, hôm nay tôi phải tìm gặp anh cho bằng được. Vì có những việc không thể nào đừng được nữa anh ạ. Có chuyện gì thì anh Trung cứ nói đi. Hôm trước, theo yêu cầu của sở, bên tôi đã hoàn thiện hồ sơ lần cuối cùng. Không hiểu giờ mọi việc thế nào rồi ạ? Anh đang nói đến hồ sơ nào nhỉ? Dạ. À, hồ sơ dự án thiết kế Thiên Thanh có phải không? Vâng. Dự án bên tôi hiện giờ không còn bất cứ vướng mắc gì cả. Ngoài hồ sơ thiết kế, sở xây dựng các anh yêu cầu chúng tôi phải chỉnh sửa. Tôi có nghe anh em nhắc đến rồi. Sở đã nhận thì anh cứ yên tâm. Bên tôi sẽ phải yên tâm đến bao giờ nữa? Dự án đắp chiếu gần 2 năm nay rồi anh ạ. Tôi nói thế này, anh Trung phải chia sẻ cùng chúng tôi. Chúng tôi làm việc theo quy trình, mà mỗi quy trình nó có tiến độ riêng, không phải muốn nhanh hay muốn chậm là được. Ông có biết vấn đề của ông là gì không? Là gì? Là ông phải chọn một cái bản lề để có thể mở được cánh cửa đó và bôi trơn cái bản lề đó. Cái chip em. Theo tôi ấy, bên PTN các ông nên có một cuộc nói chuyện quyết liệt và nặng đô với ông Minh. Chứ cứ thủ thỉ như thế này, tôi e là khó ấy. Anh. Hôm nay trông hợp phì thế. Này, việc kia đến đâu rồi? À, em bảo các em chuẩn bị rồi. Con Quỳnh định đi Thái Lan, nhưng mà em bắt nó hủy show rồi. Anh này, anh tiếp lão Minh giám đốc sở xây dựng trong kia, đừng cho đứa nào vào đấy. Em biết rồi. Này, bọn PTN thế nào rồi? Vẫn đang triển khai kế hoạch thôi. Mà ông có vấn đề gì với bên đó à? Thật ra thì không. Nhưng tôi hơi khó chịu với thằng CEO bên đó. Không biết ai chống lưng cho nó mà nghe giọng của nó có vẻ khệnh khạng. Yên tâm đi, tôi cho kiểm tra rồi, chẳng có ai chống lưng cho nó cả. Vì vậy, cứ đúng luồng lạch mà đặt chạm. Chính xác.
không xả trạm nhé. Phải cho bọn PTN ăn cám mới được. Ông cứ om ở đấy cho tôi. Nếu có chỉ đạo rát quá thì ông cứ ký chuyển, nhưng sau đó ông lại ngâm tôm lại. Thực ra thì thế này, bên PTN về cơ bản cũng đã xong rồi, ký lúc nào cũng có thể được. Nhưng ở trong cái bối cảnh này, không tội gì mà không rà soát thật kỹ. Cứ thấy gợn chỗ nào là bắt phải giải trình. Chính xác. Nhưng liệu... Liệu cái gì? Ông cứ đúng quy trình mà làm. Mà này, ngay thẳng như ông, anh em ở dưới còn ăn cám rồi. Ông về đây à? Ừ. Tôi vừa gặp tay Vũ ở sân golf. Có chuyện gì mới không? Hắn vẫn khuyên chúng ta nên áp sát và chiều chuộng sở ngành. Như vậy mới được việc. Mình cũng đã biết điều. Đi lại thưa gửi đàng hoàng mà họ vẫn vô trách nhiệm. Xem ra việc bí thư tỉnh ủy đã có ý kiến, họ cũng làm ngơ. Thế nên mới trên nóng dưới lạnh, trên giải thảm dưới giải đinh. Họ là những quan chức, những công bộc mà nói năng lắt léo, chúng ta phải hết sức cẩn thận. Hay là chúng ta trực tiếp lên gặp bí thư phản ánh? Không được. Làm như vậy chúng ta sẽ rất khó làm ăn ở đây. Hôm nay gặp Tài Vũ, hắn nói thẳng chúng ta nên gặp ông Minh để làm luật. Có vẻ như hắn muốn làm cầu nối cho vụ này. Xem ra chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Chúng ta phải chấp nhận cuộc chơi của Mai Hồng Vũ. Mai Hồng Vũ. Lại là Mai Hồng Vũ. Anh mời tôi tới đây không phải chỉ để bàn chuyện của PTN đấy chứ? Thật ra thì không. Nhân dịp có giám đốc sở xây dựng ở đây thì tôi xin phép có ý kiến thế này. Thật ra cái dự án sông Giang của chúng tôi về cơ bản là đầy đủ hết mọi thứ rồi. Nhưng lại vướng đúng cái phía bên anh. Nên tôi xin mạn phép nhờ anh giúp cho. Còn phía chủ tịch Trần Nghĩa thì tôi đã lo xong rồi. Tôi hiểu rồi. Chẳng phải là anh Vũ định theo đóm ăn tàn, nhân đà bí thư quan tâm đến việc cấp phép cho PTN mà ép tôi đấy chứ? Tôi nói thế này, có đúng hay sai cũng mong anh bỏ qua cho. Cái trò cáo mượn oai hùng nó lạc hậu. Lạc hậu như thời Nguyên Thủy anh Vũ ạ. Nói thế nào nhỉ? Thật ra không phải là theo đó man tàn, cũng không phải là cáo mượn oai hùng, mà nói chính xác ấy, là đắm đò giặt mẹt. Ông giám đốc ạ. Thế cho nên sớm muộn gì thì ông cũng vẫn phải làm với một thái độ rất nghiêm túc. Tôi nói thật đấy, ông chưa đi được đâu. Tại sao tôi lại chưa về được? Dạ anh Nghĩa à? Dạ vâng ạ, em ạ. Dạ anh ơi, báo cáo anh là em đã làm tất cả mọi thứ theo chỉ đạo của anh rồi ạ. Dạ. À, vâng ạ, đúng ạ. Phải quyết liệt anh ạ. Vâng, không có thì lại qua mất cơ hội. Dạ vâng. Thế thì em xin phép chiều nay em qua ủy ban để báo cáo mọi việc với anh có được không ạ? Dạ.
Dạ dạ, dạ vâng ạ. Em chào anh. Nếu tôi làm cho ông khó chịu thì tôi xin lỗi ông. Tôi nói thế này cho vuông nhé. Khi nào có hiệu lệnh của Chủ tịch Trần Nghĩa, tôi sẽ cho tiến hành mọi việc. Còn tôi với anh có xa lạ gì đâu mà gây khó dễ cho nhau. Đúng, anh nói đúng. Đây, nói có sách mách có chứng. Anh xem đi. Đây là những tin nhắn của Chủ tịch Nghĩa hỏi tôi về dự án sông Giang đây. Đấy, anh xem để nắm được tâm tư của Chủ tịch. Thôi chốt lại thế này. Dự án sông Giang tôi sẽ sớm cho giải quyết. Đấy, có thế. Cảm ơn anh. Đây là một chút quà. Tôi biếu anh. Xong, cảm ơn anh nhé. Trước mắt là như vậy. Xong việc, chúng ta sẽ ngồi lại với nhau. Chỗ này đâu chỉ riêng mình tôi. Đó là việc của anh. Còn bọn PTN, anh cứ ngâm ở đấy cho tôi, để tôi ép chúng nó xuống tiền. Thời buổi nay chả có cái gì gọi là tay không bắt giặc cả. Đến dây thừng nạm kim cương nạm vàng còn chưa chắc đã bắt được giặc cơ mà. Đúng không anh? Rồi, chúc mừng chúng ta. Thế à, cậu có bảo là tôi phải họp đột xuất không? Ờ, tốt. Ok. Ờ, thế nhá. Sao hẹn người ta rồi lại không đến? Ui giời, có giải quyết được cái việc gì đâu. Mà đây là việc của ông Toàn, thế mà cứ đẩy sang để tôi phải giải quyết. Đời kể cũng lạ. Đã biết rõ là mình không đủ năng lực, thế mà lúc cái ghế chìa ra vẫn cứ vô tư mà đặt đít vào ngồi được. Nghe giọng có vẻ bức xúc nhỉ. Thôi, thế trận của chủ tịch đã bày ra rồi thì ráng mà chịu. Theo tôi, đây cũng là phép thử lửa mà ông bố dành cho cậu quý tử của nhà mình đấy. Ai gọi mà cười tươi thế? Tay Hoài bên PTN. Tôi đoán 90% của gọi này là nhờ cứu hộ. Alo, tôi nghe anh Hoài ơi. Alo, anh có văn phòng không? Hiện giờ thì tôi không anh, có việc gì không anh? À, tôi định qua trao đổi chút về việc của PTN. À, có gấp không anh nhỉ? Là việc cái giấy phép của bên tôi đấy. Tôi muốn gặp anh nói chuyện. Hiện tại thì tôi đang ở Hà Nội, thì khi nào về tôi lại liên lạc với anh sau nhé. Vâng, vậy thế đi. Chào anh. Cuối cùng thì cũng đã mềm ra rồi. Nhưng theo quan điểm của tôi, muốn nhanh thì cứ phải từ từ. Bướng với Mai Hồng Vũ thì làm sao mà xong được. Bọn này ấy, là cái kiểu cá không ăn muối cá ươn ấy mà. Thật ra vụ này là tôi muốn cơi nới cho ông Minh, giám đốc sở xây dựng, làm một tí của bọn PTN này. Anh cũng quái lắm. Ra cái vẻ đứng ra để dàn xếp cho cả hai bên. Nhưng mà thực ra
anh ở giữa là ngư ông đắc lợi. Mà sau vụ này ông Minh cũng sẽ biết điều để tạo điều kiện cho cái sông Giang của anh. Sinh ra tôi là cha mẹ tôi, còn người hiểu tôi chỉ có mỗi cậu.